thưa quý vị, sau 3 năm triển khai, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, dự án nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ 5 địa phương là Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Định, Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, gặt hái được nhiều kết quả đáng kể theo mục tiêu đề ra. Dự án được thực hiện từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm nay với mục tiêu chính là phát triển mô hình cộng đồng quản lý chất thải rắn và nhựa. Thời gian qua, Hội Nông dân và Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn thành phố đã xây dựng và triển khai mô hình cộng đồng phân loại thu gom, tái chế rác và làm phân compost đến từng cán bộ, hội viên. Chúng tôi cũng đã tổ chức các hoạt động truyền thông để mọi người cùng nhận thức được cái tác hại của rác thải. Triển khai các hoạt động này cũng sẽ góp phần rất là nhiều trong công tác bảo vệ môi trường. Hơn 100 quy định về sản xuất và tiêu thụ nguyên vật liệu bền vững đã được các địa phương doanh nghiệp thông qua. Nhiều mô hình hiệu quả cách làm hay trong việc giảm rác nhựa dựa vào cộng đồng địa phương đã được các hội đoàn thể chia sẻ, từ đó nhận thức của người dân và sự tham gia của các bên liên quan trong việc giảm nhựa sử dụng một lần và tăng cường quản lý rác đã tăng lên 40%. Chúng tôi được thành lập cái nhóm Vesai thì các chị được tham gia hội thảo, tập huấn, thế thì trong tham gia các buổi sinh hoạt, các chị được chia sẻ thì các chị tự tin hơn, thì các chị đi thu gom và các cái rác thải tại các hộ gia đình, thì chính các chị này là những cái người mà các chị hướng dẫn cho các hộ gia đình phân loại. Chúng tôi là tổ chức tập huấn đào tạo thì chúng tôi mới tiến hành về cái vấn đề công tác truyền thông bằng hình thức sân khấu hóa, như là chúng tôi tổ chức hội thi rồi giao lưu rồi truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thách thức với việc giảm rác thải sinh hoạt và nhựa tại Việt Nam vẫn là nhận thức của người dân và các doanh nghiệp còn hạn chế. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường không phải là sứ mệnh của riêng ban ngành hay một tổ chức nào, mà đó là trách nhiệm của cả cộng đồng và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân.